Con người huyền thoại hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất của một thủ lĩnh cần có, mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng, với khả năng áp bia đối thủ chỉ qua giọng nói và tiếng hét. Những khán giả yêu thích đội bóng thủ đô đang tỏ ra hào hứng khi trong danh sách gửi lên VPF có tên Jean Immer, một cầu thủ ngoại chất lượng đến từ Brazil. Có thời điểm anh được định giá lên đến 1,5 triệu euro. Tiền vệ người Brazil Jean Immer là cầu thủ ngoại cuối cùng được câu lạc bộ Hà Nội điền tên vào danh sách đăng ký ngay trước thềm V-League năm 2023 khởi tranh. Jean Immer, sinh năm 1994, cao 1m83, có quốc tịch là Brazil. Trước khi khoác áo câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ này từng thi đấu cho Corinthians, Botafogo hay là Vasco da Gama, những câu lạc bộ danh tiếng của bóng đá Brazil. Từng là đồng đội với Alessandro Bato hay cựu tiền đạo của Man City là Joe tại Corinthians. Ở mùa giải gần nhất, anh vẫn có 25 trận ra sân trong màu áo của Juventus tại giải đấu cao nhất xứ sở Samba. Trước đó, tiền vệ 28 tuổi từng thi đấu cho các câu lạc bộ Maritimo và Gil Vicente tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, một trong 6 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Vị trí sở trường của Jean Immer là tiền vệ trụ và hứa hẹn sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho đội bóng thủ đô mà tân huấn luyện viên Panovic đang xây dựng. Jean Immer cùng với bộ đôi tiền đạo Lucao và William Henrique sẽ là bộ ba ngoại binh của Hà Nội ở mùa giải năm 2023. Và một điều thú vị là cả ba ngoại binh này đều đến từ Brazil. Đương kim vô địch V-League sẽ khởi đầu mùa giải bằng trận tranh siêu cúp quốc gia năm 2022 với Hải Phòng vào ngày 29 tháng 1 năm 2023 trên sân vận động Hàng Đẫy.